Hello xin chào anh em Hôm trước có anh em hỏi tôi là Hàm xăm của em bằng không thì nguyên nhân là như thế nào Lỗi hàm xăm bằng không cũng khá gặp khi chúng ta có thách cục lượng hoặc là lập giá Thì chủ yếu là như này Nguyên nhân là chúng ta đã dính vào cái lỗi vòng lặp Ở đây anh em có thể này Như cái ô này Hàm xăm chúng ta là từ F14 đến F20 Tức là từ đây đến đây đúng không Thì như vậy nó bao gồm chính cái vị trí hàm xăm này đó, tức là nó đã có một vòng lặp trong đó đúng không ạ như vậy là Excel sẽ không hiểu được chỗ này nó sẽ trả giá trị là không hoặc là để chống như này đó thì bây giờ cách sửa thì đơn giản thôi anh em sửa cái miền nó đi cho chuẩn thì nó sẽ được đúng không ạ tuy nhiên thì trong một cái bảng tính dài ấy ví dụ nhá tắt phải đi này xếp vào này khi mà anh em mở lên nhá nếu như nó có lỗi không lỗi vòng lọc này thì nó sẽ báo một thông báo như này anh em sẽ thấy cụm từ là cycle Reference đây này chính là lỗi vòng lặp nhé đó <laughs> cách tìm lỗi vòng lặp thì anh em làm như này à, trong một cái bảng tính có thể nghìn dòng hai nghìn dòng vân vân rất nhiều thì chúng ta rất khó tìm bằng à, thủ công đúng không thì trong cái xe nó có công cụ để tìm lỗi anh em vào phong lát này sau đó vào auto checking này anh em vào mũi tên này đó sau đó có chỗ này cycle reference anh em bấm vào đây nó sẽ tìm cho chúng ta đúng cái địa chỉ cái ô này đó, đây là F15 này đó bây giờ anh em chỉ cần click vào là sẽ nhảy đến ô này đó thì ô này chính là ô nạp anh em sửa ô này thế là xong đúng không ạ rồi có một cái đặt trong Excel như này anh em vào file này option này và phòng này ở đây nếu như Excel à, bật lên tức là mặc định nó là disable nhá bây giờ chúng ta enable lên này và cho vòng lặp chạy ví dụ tôi cho hai vòng lặp chạy nhá khi mà chúng ta enable cái chức năng vòng lọc chạy này, thì chỗ này là có giá trị này ok cho anh xem đó anh em thấy không khi này anh em hiểu hiểu này nó có hai vòng lọc một vòng lọc đây là như này là bằng 200 đúng không 200 ngàn đó. cộng với cả một cái vị trí em xăm ở chỗ này nữa thì nó sẽ trả chúng ta là 400 ở đây đúng không anh em hiểu gì chúng ta chỗ này chưa đó hai vòng lọc là như vậy bình thường thì chỗ này tắt nhá tắt đi này đó mình thường chỗ này tắt đây mình chỗ này tắt một trăm như này này họ anh em có thể tận dụng cái công cụ này nếu như anh em có một cái phép tính nào đó cho phép vòng lặp chạy thì anh em bật cái lên và điền số vòng lặp vào đây đó tuy nhiên thì để tránh sai số là như nào đó thì nói chung là chỗ này thì mặc định Excel là để tắt đi đó tắt đi này đó mà báo này đó F24 lại này nó lại về cái này Ok anh em chúng ta chưa Đây là tất cả những cái liên quan đến lỗi vòng lặp thì hy vọng có thể bao giờ này có thể giúp anh em được xử lý được cái lỗi này Ok bye bye Hẹn gặp lại anh em